vừa chưa lên đường hả bác? Ờ, đây à? Đây. Thế à? Chú quay sang quay chứ không quay. Ừ. Bao nhiêu con này bao nhiêu đấy? Cả bình cả bình cả chậu. Đây, cả bình cả chậu đây. Ừ. Ấm cúng quá. Mở hàng kia nó giả 2,5 triệu giả bán rồi. Mở hàng cho nó thông vậy. Thông yeah. Quá mà. Đấy. Quay đấy rồi. Nhiều cây nó lại do duyên. Do duyên. 10 triệu. Từ từ đã. Để quay cái đã. Đấy. Bình chắc là không bình cổ đấy. Cái này điện à? Không bình nữa. Ồ, nó sắp điện rồi. Điện chắc là nó phải đang chụp. Điện à chứ. Được đấy. Điện thì không mua nhá. Chúc mừng. Chúc mừng đại ca. Báo cho anh cô 4,5 triệu. Thế thôi mà. Anh em với nhau mà. Ông là ông anh con nhà ông chú. Thế là chỗ người nhà này. Ông anh con nhà ông chú. À ông em con ông bác. Rồi, hay quá. Quay kỹ ra nhà này phát ra được. Đâu? Về thằng nào alo, anh chưa thấy thằng nào bị thằng nào alo. Đi lại đọc số tiếp đi. 0982 rồi 705096 rồi. Cứ hỏi mẹ gian hàng này thì mẹ quay lên một thằng nào hỏi là đi giá gì ra. Bao nhiêu vào giá sơ bộ đi. Anh lấy ít tôi em cho tiền. Sơ bộ giá đi. Em đang bán cây lỗ rồi, xoan nước ruột để lấy lỗ làm lãi. Con gái nó mới bán lỗ làm lãi được nhưng mình cũng bao con bán lỗ làm lãi được. Bây giờ đâu giá cả thế nào nhỉ? Đây cục mây mới đúng không? Ờ. Mây mới là bao tiền đấy đây? Con này á? Ba rưỡi. Si. Si. Si là. Si 4,5 triệu. Gặp nhẹ cho bọn nó rồi. Đấy bây giờ đọc vừa mới gọi. Si sáng. 4,5 triệu. Đấy hôm trước đọc 7 triệu chắc nó không gọi là đúng. 3,5 triệu. Ừ, rồi. Không nói ở đấy thì nó biết bòi à? Biết không? Ở đấy, à, thoải mái đi. Máy thoải gì? Vừa mua vừa bán thoải mái. Quay máy thoải đi, quay xong đưa tiền đây. Đúng, hợp lý. Ở đây có số rồi, thích cái nào gọi. Quay cái chỗ đẹp thôi. Không, không phải quay cả sống để đứng xem nó chứ. Bây giờ cứ đẹp, thô ra, thô ra. À, bây giờ em phải làm úp bờ mở cho nó hẹp nó gọn. Anh cứ chắc vỡ. À, rồi, đưa các bác tí hơi tục tí nhưng mà nó vui. Cứ nó mày mày tao tao tí nhưng mà nó là cửa miệng các bác. Thông cảm nhé. Hôm nay bây giờ ông hạ giá rồi, ông cũng dám có liều nữa rồi. Đây gọi được. Cái này là cái gì? À, cái xanh này, cái này hôm trước đây cắt thu xuống đây rồi. Thu đẹp không? Thu bớt mất mấy cái tay này rồi, có giờ giá nó có hạ không? Giá phải tăng lên. Nhiều thế ngay xuống thì mấy cây cũng còi này, cái gì còn. Bao giờ giá là bao tiền đây bác? Còn đây là 2,5 triệu. Rồi. Xuống cả đâu luôn. Cái này từ đẹp thế này mà không ai lấy nhỉ? Máy chứ còn tí nữa. Ai đánh đây? Ghê chưa? Em định mấy lần thì nhấc kia đi đâu cũng được, nhấc cái là đi luôn. Còn dễ đâu. Tình dành thành của bác Dương Quá đấy, đúng không? Nói chung là này nắng lắm, ướt hết cả áo rồi các bác. Người hàng mini, hàng xách tay này. Sung sợi này nhìn lại à? Vàng ươm nhỉ. Cắt từ đây. Sửa lại đấy. Lão si. Từ gần trưa lại ra đi thôi. Đây à?
mất cắt chỗ này đi đâu. Cắt đi đấy. Căn này đâu, làm cái này đâu. Đấy. Đúng rồi, làm đẹp không bỏ. Chứ xe. Dâm ngay xuống lại được cây mini. Để về dâm. Con đấy là bao tiền bác? Con 2 triệu. Con kia là bao nhiêu nhỉ? Con đấy 2 triệu. 2 triệu. Tổng giá 2 triệu. Để hàng đâu anh? Để hàng đâu anh? Nay có mang đi không? Nay có mang cây gì đi không anh? Anh có bán gần hết rồi. Thế à? Ngồi chỗ nào nhỉ? À. Ra lâu chưa? Vừa ra được lúc. Quay đi. Vâng. Sang bên kia đi. Đây của tạm biệt gian hàng của Dương. Dương đến từ Nam Định. Dương để sang bên này đi. Ui, trưa nay có món gì mà vặt lá sớm á? Lá mẹ cái đá đẹp không? Hả? Đá là lục vừng to với đấy cả. Cứ bảo như chụp quay cái tim thì chụp ảnh như tim thì nó đẹp. Bao tiền đấy? Nhiều tiền không? Để chị rưỡi. Chị rưỡi à? Cái này này, vị này đẹp. Nghệ nhân cứ giới thiệu đi. Thất. Dạ. Chịu rưỡi. Cái cửa hàng hay quá nhỉ. Cái này là mình lấy mẹ cái này. Kinh đấy. Mua quả tuần tuần nó văn ra nữa. Ừ. Nó là xanh như điện hạt. Nhưng mà lần sau chịu khó đầu tư ít chậu nhìn nữa mới. Thì mua của nó mua đêm rồi đấy mua nó mang sang của người ta ấy. Biết rồi. Không phải của nhà đâu. Nghe cái chậu bẩn bẩn kia là cho vào. Nhà thì có độc cái đục bẩn bẩn. Dưới. Đúng đấy. Đấy, luộc luôn. Anh em. Nhìn cho biết. Nhưng ông cả này bác bán tốt hơn. Được đấy, cây được đấy. Thế bên này là của ai đây? Chỗ kia nó ngồi vừa bán. Như là cái thân nuôi nhưng mà về thì lại mới quá. Cái này chắc của ông bên cạnh à? Của ông Quân. Cơm nguội. Nó phải đặc sắc thì mới xuống rồi. Còn ủng hộ anh em nói chuyện vui tí các bạn. Cây gì cũng khen hết. Xong. Giờ này lên đá có hồn. Giờ này lên đá có hồn quá nhỉ. Em à. Chằn cây gì đây? Cây tường vi. À tường vi. À, giao dịch xong rồi. Hay quá. Mua được cả cột chống chơi này. Mình sang này nhìn thiên nhiên ghê lại nhỉ. Đá điếc này. Cứ thế hút nước lên mà sống thôi. Mấy đồng anh? Bảo anh em có biết phần chục cây linh sam này này. À cái cây này à? Ừ. Cây này 3 triệu. 3 triệu. Cả đá, cả nước, cả cây. Đấy, tất cả tất cây. Đấy, hạt gạo đây. Hạt gạo. Anh Long ơi. Mở đi em cái này bác. Tí xíu rồi của anh. Mình đẹp. Đấy. Chưa anh chơi tí xíu, mẹ hút phòng này. Mở đi em cái này. À, mở đi em. Xíu hay là cơm nguội này. Cơm nguội với mùa Hà Nội đẹp, lá đẹp. Béo đâu, cũng kêu nhẹ. Mẹ không có tươi mẹ sẽ làm nó trở về. À, mời anh. Đấy, nước trụ tình thiên này. Trên đường này. Đấy, khách đang hỏi cây này đây. Cây đây à? Ừ. Ba triệu rưỡi anh. Đấy, rất thiên nhiên. Chuyện chơi thôi. Rất thiên nhiên. Tự nhiên hết, tàn thiên nhiên. Hết dây rồi, không có dây. Để xe
xem đưa cái cột xuống trời này về thế nào. Tạm thời này là anh ở thanh lên đã. Đúng rồi. Theo dõi cái vụ đang thay đổi chủ. Tiếp chủ thành thiên này đấy. Trước để cái chữ cành trong một kép các bạn. Cứ bảo là nói sai nhưng mà thực tế là cố tình để chữ cành như vậy là nó vui. Đấy, chung là này bán hàng kinh thần. Thế bao nhiêu việc giờ bán được. Theo dõi cái cuộc chở cái cột xuống trời này bằng xe máy. Con nào có cái ổi to thế anh nhỉ? Của ai không? To ghê nhỉ? Chắc cũng tầm chục. Chắc cái này người anh cảm nhận. Cân rồi là có vườn to mà. Cái tường vi. Cái to. Xanh bao nhiêu đây? Giá rổ bây giờ nó hợp lý hơn. Nếu phải làm được á. Giá nó có hữu để đó. Đến tháng 10 cắt nước tuốt. Không, bây giờ canh này được cắt. Cái nuôi cành này cũng sẽ là dây này. Đến tháng 10 bắt đầu nuôi dây này. Dây này xong rồi. Nuôi cho nó to đấy rồi. Cắt đầu nó. Không cho nó bò là nữa. Thân nó bò. Em. Đấy rồi đấy. Bỏ lên bỏ trước. Bây giờ để ngang nào. Để ngang. Anh đi sang bên kia em bên này nhá. Đây. Đây. Đây, hai người nhấc bình thường không nặng lắm đâu. Đấy, cột chống trời có hai người khiêng. Xin chúc mừng quốc thủ nhá. Chúng rồi nhá. Cây đấy cũng phải nhiều kiên mới ra đi được, cũng phải gặp người hợp người thích. Nhiều cây đẹp khó bán. Gặp người gặp đất thì đấy. Ok nhé. Xong rồi.